Em tên là Nguyễn Thị Hằng, em 29 tuổi, đến từ Vĩnh Long. Công việc của Hằng hiện nay là gì? Dạ em là nhân viên kinh doanh. Còn em? Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Hoàng Văn Thượng, năm nay 28 tuổi, đang làm quản lý kinh doanh của công ty nhựa thi công. Rồi, hai vợ chồng em quen nhau như thế nào và ấn tượng đầu tiên ra sao? Lần đầu tiên là hai chồng em là đối tác với nhau. Em thì bên bán, bạn ấy thì bên mua. Xong nói chuyện điện thoại qua lại, xong thấy cũng hợp nhau, rồi quen nhau. Bên bán, bên mua, mua bán, mua, cuối cùng quen nhau luôn. Dạ. Ủa nhưng mà nói chuyện điện thoại là quen nhau luôn hay là gặp mặt nhau? Nói chuyện quen trước rồi, nói qua nói lại tầm khoảng một tháng thì quen nhau. Nhưng mà là quen nhau qua điện thoại thôi đúng không? Dạ đúng rồi, nói chung là nói chuyện chứ xong chat, webcam này nọ. Đã gặp mặt nhau trên webcam rồi. Dạ, gọi video call đó. Nhưng mà lúc đó là em nhìn qua webcam là em đã thấy thích chưa? Dạ thấy cũng dễ thương. Dễ thương á, còn dạ. Bạn này thì sao? Bạn nhìn bạn này bạn thấy thích liền không? Em bị ấn tượng bởi một cái ảnh từ cái thời mà bạn còn năm mấy ký á. Tức là em bị lừa tình đúng không? Là em bị lừa rồi. Rồi đến khi mà các em gặp nhau ở ngoài á, là gặp nhau ở đâu? Dạ, ở sân bay là đầu tiên. Ủa tại sao lại hẹn sân bay? Thì bạn ở ngoài Hà Nội, em ở Sài Gòn. Em ở Hà Nội, em mua hàng ở trong Sài Gòn. Hôm đó là em vô thành phố Hồ Chí Minh em mua hàng hay là hai đứa cố tình hẹn gặp nhau là em bay vô để em gặp vợ em? Dạ, mục đích chính là vào để là gặp mặt. Thôi đúng không? Gặp mặt. Rồi cái ấn tượng khi mà gặp nhau như thế nào? Em gặp cô này em thấy sao? Ngoài đời á. Bước xuống thì em thấy là hơi bự. Hàng ngày thì bọn em vẫn trò chuyện rồi. Mình hình dung là cũng chỉ cao cao tầm mình thôi. Cũng vừa vừa thôi, cũng không. Ấn tượng đầu tiên của Thượng dành cho em đó là hơi bự. Thế còn em ấn tượng khi mà em gặp anh này ở ngoài thì như thế nào? Em thì thấy ngược lại. Bạn này thì ở trong hình thấy cũng to to lớn lớn. Mà sao người nói, ủa sao chút xíu vậy? Thằng này nó nhỏ xíu vậy? Sao kỳ vậy? Rồi làm sao bé bự sắp lại với nhau? Xong hai đứa mới hẹn đi Vũng Tàu chơi. Đi luôn. Đi liền không? Gặp hay nhau là... cái đi Vũng Tàu liền vậy hả? Đi liền. Chứ bây giờ không sao, đứa nào ở nhà đứa nào. Đúng không rồi. Lẽ giờ ra khách sạn. Giờ đi Vũng Tàu đi đúng không? Dạ. Hay á, thông minh á. Ở rồi nó lâu không? Ở một ngày anh. Tối ngủ sao? Ngủ chung. Bé bự bạo quá. Không. Ngủ chung thôi chứ không có mận. Không có mận. Thì ngủ chung. Ngủ chung chứ không có mận. Thẳng vào trong mặt cái đó là kỷ tao niệm, có mận cái đó. Kỷ niệm đêm đó nó ra sao? Trời. Đêm đó nó có chuyện gì không? Có chuyện gì động trời không? Kể anh nghe coi. Động trời thì chưa có động trời. Biết sao không? Tại vì thường hai đứa thương nhau mà ở gần nữa thì cũng phải hung hít này nọ kia. Xong bạn này dụ nói là ở dưới khách sạn á, nó có cái sự hẹn 4 giờ. Nói, em anh mua thuốc cho em uống nha. Nói không sao đâu. Hồi dính bầu má. Không. Thôi vậy anh dùng bao nha. Thế đây. Hồi cũng có bầu luôn má ơi, mất công lắm. Xong nó hoài luôn. Xong hồi thôi vậy anh cho ra ngoài nha. Thế đây. Cũng không luôn. Xong nói chung là cũng khó chịu lắm. Xong rồi thôi đi tắm đi má ơi. Xong cái đi tắm. Nói chung là không mừng. Trời đất ơi, em mới tốn nguyên cái vé máy bay rồi cái tốn tiền đưa bả ra Vũng Tàu chơi, mất một đêm tiền khách sạn mà không có mừng ăn cái gì được hả em? Vô tắm hả? Sao mà em hiền lành lạc hậu dữ vậy? Ở mức dữ lắm. Mức rồi cái chuyện đó của em. Lúc đấy là đang bừng mà gần như là mình không kiểm soát được. Quay ra là như kiểu mình bị hụt hẫng. Lần đấy là lần đầu tiên vào Sài Gòn. Đang háo hức. Và mình hăm hở để mình đi mình khám phá. Nhưng mà cuối cùng không được gì hết. Tụt. Tội nghiệp nhỏ không? Đi đường xa vô mà dính 8 chữ hờ. Háo hức, hăm hở, hừng hực, hụt hẫng. 8 chữ hờ. Rồi em làm gì để vượt qua được cái cơn hừng hực đó? Thì em mới quay lại, em mới suy nghĩ lại, bảo là người ta con gái mà đến mức độ như này mà người ta còn kiên định, người ta vẫn giữ được thì nên trân trọng. Em suy nghĩ theo chiều hướng đấy thì em từ từ rồi em bình tĩnh lại rồi em ngủ hai đứa đêm thật ngon và hai đứa ôm nhau ngủ rồi sáng mai đi tắm biển đi chơi rồi đi về. Dạ. Là em đi về ngoài kia luôn hay là em ở lại Sài Gòn làm? Em ở lại Sài Gòn chơi đến tận chiều rồi lại về. Trời ơi. Có nghĩa là tụi em phải yêu xa đúng không? Dạ, yêu đúng xa rồi. Trong bao lâu? Dạ 2 năm. Cái khoảng cách địa lý nó có làm ảnh hưởng đến cái chuyện cái tình yêu của hai đứa không? Cũng có, tại vì mình yêu xa mà. Nói chung là nhiều lúc mình buồn nghe lễ lọc người ta có ghệ đi chơi, có tặng bông tặng này nọ kia, mình ở nhà. Vậy làm cách nào mà hai đứa vượt qua khó khăn để mà đến với nhau và cưới nhau? Qua thời gian bọn em yêu nhau phải gần 2 năm. Cũng đi ra đi vào và cái lúc mà em quyết định cưới này là vừa lúc em chuyển đổi công việc. Rồi trong khoảng thời gian đó em có đưa vợ em về
ngoài Thanh Hóa để mà ra mắt gia đình không? Dạ có. Tết em vào đây xong rồi đưa bạn ra ngoài Bắc chơi Tết. Cái cảm giác em như thế nào? Trời, em nghe hồi xưa giờ em nghe nói nhất là coi mạng á, nói trời nhất là Tết nhất nghe cổ nha, rồi chén đi con đóng chén luôn mà mới ra mắt nữa lấy lòng thôi cũng sợ chị. Xong đi ra ngoài cũng run, nó chết bà rồi trời, Tết nhất nè, ăn đóng luôn nè, rửa đã luôn. Nhưng mà em ra ngoài em nghe mọi người nói tiếng vùng miền vậy em có hiểu không? Tại vì biết sao nhiều người, mấy người lớn á chị, thường thường người ta nói tiếng chuẩn lắm, mình nghe không rõ. Là em nghe em không hiểu đúng không? Còn bên gia đình chồng nghe em nói họ hiểu gì không? Em ít nói không lắm luôn. Em giả nai lắm. Ủa vậy hả? Không nói gì đâu. Ờ. Sang ngoài đấy là một con gần như là hai mặt khác nhau luôn. Lật này và mặt này là họ còn không giống nào gì hết. Nai thiệt nai đúng không? Tức là trong 2 năm đó vừa yêu xa vừa tìm hiểu luôn đúng không? Dạ, đúng là rồi. Sau 2 năm đó là quyết định làm đám cưới. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là mới cưới ra được bao lâu? Dạ 7 tháng. Quá là son đúng không? Ừ. Rồi. Ừ. Rồi hai em hỏi đi, chuyện của em đó chị biết. Chị trời không ơi, bao giờ mà em nhường cho chị hỏi cái chuyện đó đâu. Trong 2 năm đó đó là nghiêm túc. Mấy đứa có cái gì không? Chưa mừng luôn. Tức là giữ gìn trong đến, sáng đến ngày tân hôn luôn. Qua tân hôn luôn. Cái gì? Bình thường sao nhưng á, tới đó uống nhậu xỉn là không bằng ăn luôn. Hụt hẫng luôn. Bạn nói bạn với em là đầu tiên của bạn, cũng là đầu tiên của em luôn. Nói chung hai đứa cứ mò tới mò lui mò hoài không vô được. Xong 30 phút mới mặc được. Thấy em đang kể là cái đêm sau đó phải không? Đúng rồi, đêm sau. Hai đứa xà quần nửa tiếng mới. Xà quần hoài luôn. Không có xạo không? Sau đó là coi như là cái gì đến nó cũng đến. Đúng rồi. Như là hấp dẫn không? Giống như là bạn mới được mừng anh. Chưa đổ xăng, chút xíu hết xăng. Bây giờ còn bây giờ là ngon lành rồi đúng không? Không, lâu lâu cũng hết hoài à. em hỏi đổ xăng chưa? Có khi nó đổ rồi, có khi cũng chưa đổ nữa. Mà cũng vui. Vui mà, quan trọng là vui. Rồi bây giờ trong 7 tháng mấy cái tật xấu chưa lòi đã hết rồi đúng không? Không, lòi mới đành. Thứ nhất á, bạn được phong là giáo sư. Cái chuyện trên trời bạn biết, dưới đất bạn biết luôn. Ừ. Mà nó nhiều lúc á, nó không có đúng. Rồi thứ hai á, chặt đồ nhanh lắm anh, nhanh hơn cái máy luôn. Không cần phải vào, bỏ vô xà đem đi phơi. À, tiếp tục còn gì tật xấu nữa không? Ở dơ. Giặt đồ vậy là ở dơ là đúng rồi. Không chị, như là cái áo phong mặc rồi xong đem móc lên phơi tiếp. Ngày mai mặc tiếp, tiết kiệm. Cái giặt đấy là mình giặt công nghệ đấy. Tại vì là mình đã ngâm trước rồi. Thì mình, cái những cái chỗ mà nó bẩn thì mình vò. Tưa ra hết rồi. Cái chỗ nào mình bẩn thì mình vò, còn chỗ nào không bẩn thì thôi chứ là vò. Lúc qua, đó. Có ai nào khen vợ gì không? Khen lắm. Điện thoại lui nè. Vợ Hà Bá. Con vợ mập. Em cứ sửa là vợ yêu. Quay bữa sau thấy vợ Bá nữa. Ghét không sửa nữa. Không khoái chơi Hà Bá rồi không? Rồi bây giờ tới em. Cô ấy có thật xấu không? Thường rất là lười vận động. Mập xong lại càng người vận động lại càng mập. À. Rồi lười, tiếp tục. Lười tập thể dục còn gì nữa? Hay nóng giận, trực tính như là đàn ông ấy, ăn to nói lớn. Nhiều khi có hay tám không? Tám xuyên lục địa luôn. Mấy cái chuyện trong showbiz, trong điện ảnh ấy là trong nước ngoài nước là biết hết. Trời ơi hay gì hai em? Làm quá. Trong nước thôi. Ngoài nước không có đâu. Đó còn thật xấu gì nữa không? Thì em đang cố gắng khai thác thêm. Mới 7 tháng mới mà. Còn mới quá. Bây giờ em mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Em thì em mong muốn là mình chăm chỉ vận động, ăn kiêng một chút để cho thể trạng nó tốt để chuẩn bị sinh em bé. Đấy, thứ hai là mình phải kiềm chế được nóng giận, rất nhẹ nhàng. Rồi còn em mong muốn Thượng thay đổi điều gì? Em muốn chồng em nói chung là không thay đổi gì nhiều đâu. Chỉ cần là bớt nói chung là nói chuyện trên trời xíu. Nhiều lúc em không có thích vậy. Bà ấy được cái hay nổ lắm. Quăng lựu đạn á, quăng tùm lum hết trơn à. Tức là bớt nổ, bớt xài lựu đạn. Rồi. Bớt xài lựu đạn, nói được phải làm được. Nói nghe nè, hai đứa 7 tháng còn rất là mới mẻ đó. Dạ. Mà đã vậy trong 2 năm mà yêu nhau là lại yêu xa. Thành ra tụi em chưa cọ sát với nhau nhiều. Bạn này là quê ở ngoài Bắc, còn em là ở Vĩnh Long đúng không? Dạ đúng rồi, quê em là Vĩnh Long. Là miền Tây với lại miền Bắc á. Là cái tính chất vùng miền nó rất là đậm nét luôn. Thì thành ra là tụi em phải lưu ý cái này một chút. Để anh chi mỗi một người sẽ gọi là cập nhật cái của người kia để mà hòa theo. Mình đã lấy nhau rồi thì mình phải giữ được cái cuộc sống gia đình này. Yeah. Chị chỉ lưu ý một chút xíu cái điều đó thôi. Tại vì thực ra 7 tháng còn mới mẻ lắm. Yeah. Anh muốn có em bé không? Anh Thượng chúc nè. Đợi Thượng chúc á. Đó, thấy chưa? Đợi Thượng lắm. Rồi, nhân hôm nay chúc cho hai bạn xa sẽ luôn luôn yêu thương nhau, thấu hiểu nhau và đặc biệt là trong năm sau sẽ có em bé xuất hiện.